Ngày nay trong công việc, chúng ta cần một chiếc laptop nhỏ, gọn, nhẹ, vừa có thể đi làm cũng như vừa có thể giải trí ở một quán cà phê nào đó. Đặc biệt là đối với các bạn nữ, việc mang một túi xách xinh xắn có thể bỏ kèm một chiếc laptop là rất là phù hợp. Ngày hôm nay tại hệ thống laptop Sotai Shop sẽ được giới thiệu với chúng ta một trong những mẫu rất được nhiều bạn quan tâm. Hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội được đánh giá một trong những mẫu rất là độc đáo đến từ hãng Microsoft. Đó là Microsoft Surface Laptop. Đây là một mẫu laptop mới vừa được xách tay về trong ngày hôm nay từ Hoa Kỳ. Phải nói rằng mẫu này rất đẹp và có được cái độ bền rất là cao. Về mẫu mã rất là duyên dáng và rất là sang. Đặc biệt nhất, đây là một cấu hình Maximum Option, có nghĩa là cao nhất của dòng này. Chúng ta sẽ có cơ hội để kiểm tra, đánh giá và xem coi máy này hỗ trợ được gì, sử dụng được gì cho công việc chúng ta, là phù hợp với ai nhé. Đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy rằng toàn bộ mặt trên và mặt dưới đều thiết kế trên một nền tảng hợp kim nguyên khối, rất là chắc chắn, rất là có trọng lực và rất là mỏng. Với màn hình là 13,5 inch, cảm ứng 2K. Đặc biệt là bộ bàn phím dính chết trên một cái thân luôn, chứ không phải là tháo rời như các cái dòng Surface Pro. Và cái phần thân này cũng rất là cứng và được thiết kế trên một cái hộp kim nguyên khối như thế này, rất là chắc chắn nhưng mà rất là mỏng và nó rất là đẹp. Ở đây thì họ chủ đạo cố gắng đẩy cái bàn phím lên trên để cho chúng ta có cái tay để thoải mái khi chúng ta gõ bàn phím. Và trên một cái nền nhung vải rất là dễ thương, chúng ta có thể thay đổi cái màu này, nó tùy theo cái mẫu, nhưng mà phần lớn là họ thiết kế trên cái nền xám như thế này. Có trong màu rất là đẹp, nó mềm mại và có duyên vô cùng. Chúng ta sẽ xem sơ về cấu hình của chiếc laptop này nhé. Đối với những ai yêu thích dòng Surface thì phải nói rằng họ rất thích, vì đơn giản là họ tạo ra một chiếc laptop light, một máy tính bảng vừa cảm ứng vừa có thể sử dụng đơn giản hay là mỏng sang, thì hầu như là chiếc Microsoft Surface đều đáp ứng được cái yêu cầu. Rồi, ở đây chúng ta thấy rằng đây là một option và nó rất là đã, có hình Core i7-7660U 2GB và RAM trong máy là 16GB với ổ cứng rất là cao, cao nhất luôn, lên đến 1TB dòng SSD nhé. Đi đặc biệt là dòng SSD, dòng M.2 SATA chứ không phải là dòng SSD thường. Và nó đây là option cực kỳ cao và hiếm có, nên chúng ta có thể thỏa sức lưu trữ cũng như là sử dụng trong mọi việc. Với các màn hình onboard Intel Iris Plus Graphics 640, họ không chú trọng lắm với các màn hình nhiều, vì đơn giản đây là một máy tính bảng thuần tí hơn cho việc giải trí cũng như là việc văn phòng. Thì ở đây là một option khá là hoàn hảo cho chúng ta cần trải nghiệm những web liên tục, những cái phần mềm mượt mà, thì ở đây chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng. Và dĩ nhiên rằng họ luôn luôn ưu ái cho việc sử dụng hệ điều hành Windows 10 với những cái trợ năng rất là hay, nên chúng ta có thể chọn lựa những món như thế này cho công việc của chúng ta một cách dễ dàng. Ngày nay thì Windows 10 được cập nhật những cái icon cho việc cảm ứng rất là tốt, nên chúng ta cũng dễ dàng sử dụng ngón tay. Trước đây thì Windows, các phiên bản trước thì họ cũng giới hạn hơn cho việc sử dụng. Từ Windows 8 trở lên thì họ hầu như là đã cải tiến điều này rất là tốt cho thao tác chúng ta vừa với ngón tay chúng ta trong việc sử dụng. Chúng ta sẽ xem một đoạn video mẫu. Chúng ta có thể thấy rằng từ các góc, chiếc laptop tạo ra một nét duyên dáng vô cùng, rất là mỏng và cầm đến tay với nó là rất là nhẹ. Với trọng lượng của chiếc Microsoft Surface Laptop này thì chỉ tầm 1,2 kg, nhưng mà cảm giác rất là chắc chắn vì toàn bộ là khung khối thép nguyên khối.
Ta sẽ test thử âm thanh nhé. Hiện tại giá thành của chiếc Microsoft Surface Laptop này với cấu hình Core i7-7660 RAM 16, dòng ổ cứng M2 SATA 1T, màn hình 2K, giá chúng tôi là 31.790.000 đồng cho một option hiếm có như thế này. Nếu như chúng ta có điều kiện, chúng ta cũng nên đến để xem một lần những cái mẫu đẳng cấp hàng đầu thế giới với những option rất là cao để cho thỏa mãn cái sự quan tâm tò mò của giới công nghệ chúng ta nhé. Bên cạnh tôi là một chiếc Microsoft Surface Pro, dòng Surface 5, Pro 5, để chúng ta có nhiều lựa chọn góc nhìn cũng như là về ngoại hình gần như chúng ta tương tự, khó thể nhìn thấy trên máy tính được, nên chúng tôi muốn là các bạn có thể đến trực tiếp để chúng ta cảm nhận, chúng ta có thể chọn lựa theo option mà mình thích nhé. Với Microsoft Surface Pro 5 thì nó chỉ dao động tầm khoảng 15 triệu đến 20 triệu, chúng ta có thể chọn lựa một trong những option cho con em chúng ta học hành rất là tốt như thế này. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng cái băng lề họ đã giấu đi hẳn luôn, chúng ta không thấy được hẳn hở, rất là đã, rất là đẹp. Rất là gọn gàng. Và nó đang cực kỳ mỏng như thế này. Và đây là khe tải nhiệt nhé. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 090-3344-188 hoặc là 0908-115-124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.